Đây là một khung ảnh hoàn toàn bằng giấy nha, bởi vì rất là nhiều bạn hỏi mình là chị ơi chị có làm cái gì mà không cần súng bắn keo được không? Thì ok, hôm nay mình sẽ làm một cái clip này hoàn toàn bằng giấy và mình không dùng súng bắn keo. Cái keo mình đang dùng á, người ta gọi là keo sữa nha, còn bạn nào không có keo sữa thì mình cũng dùng hồ dán bình thường. Sau 3 tháng dịch á, mình không biết là được gì nhưng mình được rất nhiều thùng mì tôm và mình làm được rất là nhiều thứ. Đằng sau cái khung hình này các bạn dán thêm một lớp nữa nha. Để chút xíu nữa mình làm một cái thanh ngang qua như thế này, nó sẽ tạo ra một cái khe để mình nhét hình. Còn ở phía dưới này là các bạn sẽ phải lắp kín nó luôn, bởi vì không thì cái hình này mình sẽ bị rớt xuống. Và bây giờ thì mình sẽ sơn màu đen, còn các bạn có thể sơn theo màu mình thích. Ở đây là mình sẽ hướng dẫn một cách cắt hoa rất là đơn giản và không phải mất công cầu kỳ. Mình chỉ vẽ một hình tròn rồi mình cắt cái hình tròn này theo kiểu lốc xoáy như thế này. Rồi sau đó là mình sẽ cuộn nó vào, cuộn tròn nó vào thôi, không cần phải canh nó bao nhiêu phân hay là cắt có đều hay không, không cần thiết. Cái này giống như mình làm giống cái kiểu hoa cà chua, nếu như bạn nào đã từng làm hoa cà chua rồi thì mình cũng sẽ làm cái bông hồng này y chang như vậy. Rồi ha, sau khi mình cuốn thế này, mình sẽ lấy cái keo sữa vừa rồi đó, là mình sẽ chét lên cái đế. Nhưng mà mình phải bung cái bông hoa ra này, mình chét lên cái đế như thế này. Rồi đó, bây giờ mình đã có một bông hoa hồng mà, đơn giản không? Còn bạn nào có súng bắn keo thì làm thêm quý nhụy, còn không thì thôi ha. Còn bây giờ thì vẽ thêm một cái lá. Mình chỉ vẽ mờ mờ phác thảo thôi, để chút xíu mình cắt nó không có bị lệch. Nói chung là mấy cái này làm bằng giấy nên là rất là dễ làm. Mà nếu như không có keo, không có hồ và chẳng có gì và nhà không thể đi mua được rồi, thì mình lấy cơm nguội mình dán cũng được nữa. Và bây giờ mình vẽ một chú chim non nho nhỏ và sau đó mình cam làm hai chú như thế này nha. Mình nên tự vẽ và sau đó mình cam ra làm hai chú chim cho nó đều nhau, chứ không hồi mình vẽ là một con to một con nhỏ đó. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt trái tim, và ba trái tim này mình cũng phải làm ba trái tim đều nhau. Rồi tất cả những cái này mình đều sơn màu đen hết, mà nhớ là cái màu này là do mình tự mình chọn thôi, còn các bạn có thể chọn theo mình thích nha. Các cụ thường nói là đủ lông đủ cánh thì bay đi, và mình sẽ vẽ một đôi cánh cho chú chim này. Ở đây là mình không có vẽ giỏi nên là mình chỉ chưng hai chú chim đơn giản thôi. Còn nếu mà bạn nào vẽ giỏi mình sẽ chưng luôn hai con công có cái đuôi rủ xuống nữa, nhìn nó rất là đẹp. Đây, bây giờ là mình sẽ dán cánh vào đây. Rồi mình sẽ lấy cái trái tim màu vàng này này, mình dán đè lên cái trái tim màu đen. Rồi bây giờ việc của chúng ta rất là đơn giản, chỉ cần ghép những cái thứ này lại với nhau thế là xong. Mà dùng keo nhé, không dùng súng bắn keo luôn á. Nhưng bởi vì là keo nên là nó lâu khô hơn nhé, khi nào khô rồi các bạn mới dựng lên. Và tiếp tục là mình sẽ dán những cái trái tim này ở phía dưới như thế này. Vậy là chúng ta đã có một khung ảnh rồi đó, nhưng mà không có ảnh nên là mình vẽ tạm một cái bức tranh để mình bỏ vô. Vì là mình không giỏi vẽ nên là mình chỉ vẽ đơn giản thôi nhé. Rồi là mình sẽ tô màu, rồi mình thêm hoa, thêm lá vào. Thì hoa thì mình chỉ dùng mấy cái tăm bông mình chấm 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 vào thì là xong rồi. Đây, bây giờ thì dần bỏ cái hình này vào cái khe này là xong rồi đó.